Hầu hết các bức tranh đều được trưng bày ở độ sâu 4 mét so với mực nước biển. Đây là những tác phẩm của họa sĩ nổi tiếng thế giới người Australia B.J. Price. Trên phông nền dạng san hô Great Barrier, ông đã tạo nên một triển lãm nghệ thuật độc đáo với những bức tranh theo trường phái ấn tượng, trừu tượng. Tất cả các tác phẩm nghệ thuật của tôi đều được lấy cảm hứng từ rạn san hô. Tôi luôn thích những ý tưởng nghệ thuật về thiên nhiên. Lần đầu tiên được lặn xuống rạn san hô Great Barrier và cũng là lần đầu tiên chiêm ngưỡng phòng tranh dưới biển, Jackie O'Brien, một du khách, đã có một cảm giác rất đặc biệt. Tôi cho rằng màu sắc của các bức tranh đã bổ sung thêm cho sự sinh động của các vỉa san hô xung quanh. Những bức tranh khi được trưng bày dưới nước càng trở nên đẹp hơn, sự phản chiếu ánh sáng lên tranh cũng làm chúng thật đặc biệt. Những bức tranh này được sáng tác tại Australia. Họa sĩ Price cho rằng các tác phẩm nghệ thuật là sự bổ sung tuyệt vời cho vẻ đẹp của các vỉa san hô, đồng thời đảm bảo chúng không làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái của rạn san hô Great Barrier. Chính vì vậy, những bức tranh trưng bày tại đây được thay đổi mỗi ngày để không gây tác động đến môi trường.